Vừa qua, Đảng ủy Công ty Cổ phần Than Mông Dương đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý 3 và 6 tháng cuối năm 2020. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh, đồng chí Vũ Hồng Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh. 6 tháng đầu năm 2020 là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến khó lường, gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh chung của toàn tập đoàn. Song, Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2020 đạt 51%, Đảng bộ Công ty đã tập trung triển khai các nghị quyết, định hướng cơ quan chuyên môn và các lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, vật tư, quân sự quốc phòng, an toàn thực phẩm năm 2020 của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty, tăng cường kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn trong quá trình sản xuất, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an ninh trật tự, phòng tránh, ngăn ngừa các sự cố tai nạn lao động, triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giữ vững công tác an toàn, chỉ đạo các phòng chuyên môn tập hợp các giải pháp và triển khai công việc nâng cao năng lực vận tải mỏ và công tác phòng chống mưa bão năm 2020, những giải pháp liên quan đến thông gió, thoát nước, chỉ đạo triển khai lắp đặt hoàn thiện các hệ thống thiết bị lò chợ cơ giới hóa và đồng bộ hóa hệ thống tuyến băng vận tải mức -115 đến -20 khu trung tâm, triển khai các giải pháp hữu hiệu để áp dụng tối đa công tác chống neo, các giải pháp cải thiện điều kiện lao động, cải thiện điều kiện đi lại ở các vị trí hầm lò sản xuất. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, đã có 22 công nhân xuất sắc tiêu biểu được Đảng ủy Công ty công nhận là người thợ mỏ, người chiến sĩ. Điều này đã tạo sự lan tỏa, nhân rộng các điển hình trong thi đua lao động sản xuất và là một trong những giải pháp nhằm ổn định tư tưởng, giữ chân thợ lò. 6 tháng đầu năm cũng là thời điểm ghi nhận nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn xây dựng các kế hoạch liên tịch, chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền lợi cho đoàn viên người lao động, quan tâm về việc làm, thu nhập, thực hiện chế độ chính sách với người lao động, đặc biệt là trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức các hoạt động phong trào với hình thức, quy mô phù hợp và gắn liền với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Tường biểu dương sự đoàn kết, nhất trí cao và những thành tựu của Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Mông Dương 6 tháng đầu năm, nhất là việc hoàn thành 51% kế hoạch năm và giải quyết được bài toán tuyển dụng thợ lò. Đảng bộ Than Mông Dương đã xây dựng những nghị quyết chất lượng, xây dựng bộ máy nhân sự đáp ứng tốt nhu cầu, duy trì được hoạt động sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, dự báo nền kinh tế trong và ngoài nước những tháng cuối năm có nhiều khó khăn. Trên cơ sở đó, đồng chí nhấn mạnh Than Mông Dương cần tập trung vào sản xuất kinh doanh, phòng chống mưa bão, đảm bảo an toàn cũng như việc làm, thu nhập cho người lao động. Đảng ủy Công ty cần xây dựng các nghị quyết chuyên đề cụ thể để triển khai thực hiện, xây dựng Than Mông Dương phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới. Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty đã khen thưởng cho các cá nhân, các chi bộ có thành tích trong công tác dân vận khéo và các cá nhân có thành tích trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm. Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Công ty đã khen thưởng cho 19 tập thể và 38 đoàn viên thanh niên xuất sắc trong tháng thanh niên và 6 tháng đầu năm 2020 với tổng số tiền là 106 triệu đồng.